Trời ơi, các chị vào lại hồ em nhá. Sao bị đá ra rồi? Buồn quá đi. Mọi người thấy em hôm nay có gì khác không? Đang thay đổi bản thân dần dần. Chăm chút bản thân chung cúp một, bán mỹ phẩm cực kỳ sướng luôn. Vừa được làm đẹp này, vừa đẹp mọi lúc mọi nơi này. Đi ra đường có thể đẹp, đi chợ cũng có thể đẹp, ở nhà nồi chờ nấu ăn cũng có thể đẹp. Đấy, bán mỹ phẩm rất là thích cái đó. Em chào chị Thảo Thu nhá. Face của em không biết do mạng hay do Facebook mà đang like thì bị đá ra luôn. Đấy, em tiếp tục chia sẻ nhá. Đấy, em đã trải qua rất là nhiều giai đoạn kinh doanh nhưng mà không có ai để đào tạo cho mình một cách bài bản và ok nhất thì bản thân mình không có phát triển được, thì một thời gian sau em cũng nản và bỏ. Sau đó Tết năm vừa rồi là năm Tết năm 2018 em có xoay được số vốn là 4 triệu đồng, nhỏ thôi cô, 4 triệu đồng thì mua lấy một số dép rất là nhiều để về bán Tết. Nhưng mà ngồi á, chị biết không, 25, 26 Tết nha, các cặp tình nhân rồi các gia đình người ta đi chơi rất là vui, đi dạo ở vỉa hè công viên ấy rất là vui luôn. Nhưng bản thân em chỉ ngồi một chỗ để bán dép, ngồi và người ta đi qua nhìn đi về nhìn. Nhưng hồi đấy mưa, còn mưa phùn phùn nữa chứ không hề có một cái gì để che luôn nha. Các bạn biết gần Tết rất là thời tiết rất là lạnh đúng không, mưa 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 xuân nữa. Chào em Hoài Giang nhá, chào Ngọc Bảo Hân nhá, cảm ơn Ngọc Bảo Hân nhá. Đấy, đang livestream bên kia tự dưng bị thoát ra, bị đá ra luôn. Mới ngủ xong rồi hôm bữa đấy cũng rất là tủi thân, ngồi ở đấy nhìn cảnh người ta gần Tết rồi, người ta đi học về này, gần bên gia đình này, đi dạo đi chơi cùng người yêu này, mình chỉ ngồi một bên vỉa hè để bán dép. Và có gặp những trường hợp kinh doanh thì mọi người cũng biết rồi, giống như làm dâu trăm họ vậy. Đôi lúc có khách hàng, gặp khách hàng dễ chịu, cũng đôi lúc là gặp khách hàng rất là khó chịu. Bởi vì khi trả giá mà người mình không đồng ý á, thì người ta khó chịu với mình và có hành động là vứt tiền xuống mặt mình. Và lúc đấy là em không lấy, lúc đấy là em cũng rất là bức xúc nhưng mà em cố kiềm chế và em giữ lại đôi dép, nói là chị ơi em không bán nữa. Xong rồi bà mới chửi, bà mới xưng cô lên rồi bà chửi, chửi tục ấy, chửi bày á, nói mày mày bị khùng à, mày bị điên à, con lơ lơ kia đấy, và chửi kiểu vầy luôn ấy. Xong rồi nói là em không thích bán nữa thôi, nói mày bị điên à, tao mua rồi mà sao mày không bán. Nói là chị ơi, em ngồi bán dép chỉ là kiếm 20-30 mỗi ngày thôi, và cũng không có, chưa nói gì với chị khó chịu cả, sao chị phải có hành động là mua rồi ném tiền vào mặt em như thế. Em cũng bán ngồi đấy chứ không phải là ăn trộm ăn cắp ai mà phải bị sỉ nhục như vậy á, kiểu vậy. Mình cũng nói rất là nhẹ nhàng, thì bà kêu là mẹ ngồi vỉa hè bán dép mà làm như làm ông to bà cả, ngồi trong giám đốc không bằng đấy, ngồi trong văn phòng hay là làm giám đốc không bằng đấy. Thì mình mới nói lại là chị ơi, bán dép hay là ngồi vỉa hè hay là làm bất cứ công việc gì không có phạm pháp thì tất cả mọi người đều được tôn trọng đấy. Mình nói thế thì nó người không có văn hóa mà người ta chửi tục chửi thề thì mình mặc kệ đó, đi luôn. Nhưng mà cảm giác lúc mà người ta đi rồi mình kiềm chế nước mắt nha, mà rất là bức xúc luôn, rất là bức xúc và rất là buồn. Bởi vì tại sao Tết người ta còn có thể đi chơi mà mình còn ngồi ở đây. Và tồn, mọi người biết không, tồn số dép á, 2 triệu mà tồn phải hơn 4 triệu, vốn là 4 triệu mà bán ra chỉ được 2 triệu thôi, còn lại tồn rất là nhiều, tồn rất là nhiều. Và Tết năm 2018 là không có tiền để tiêu Tết luôn, không có, thực sự là không có 1.000 nào để tiêu Tết luôn đấy. Bán mới được 4 triệu, 2 triệu mà mới bán được một nửa mà tiền đâu mà tiêu. Thế là tồn lại lẻ sai rồi. Về mình xả hết, xả âm vốn luôn, xả âm vốn xuống 10.000, 20.000 luôn đấy, lỗ vốn 10.000, 20.000. Đến bây giờ vẫn còn lẻ này, vẫn còn lẻ sai này. Đấy, nên mình mặc dù vẫn đam mê kinh doanh đấy, nhưng mà lúc đấy mình chỉ có chị rủ bán Liên Hương, là chị dâu ấy, chị dâu là chị dâu của chồng mình ấy, rủ bán Liên Hương. Thì mình nói chị ơi em sợ lắm rồi, em sợ kinh doanh lắm rồi, bởi vì em không xoay vốn được. Một là không xoay vốn được, cái thứ hai nữa là em làm không được đâu, em đang lên toàn là bị ấm vốn với lại toàn bị tốn hàng thôi. Đấy, thì chỉ với cái tâm lý ai cũng vậy, do thường thường mọi người chưa sụp đổ lần nào, mọi người vẫn có đam mê, mọi người vẫn có suy nghĩ là sợ tốn hàng, sợ không bán được hàng đúng không. Nhưng mà đối với em có đam mê và em đã thực hiện trải qua bao nhiêu con chặng đường là kinh doanh mỹ phẩm rồi, nhưng mà thu em
cứ bị liên tiếp bị không được ủng hộ, giống như em nghĩ là ở em không có duyên, em chắc là không thể tiếp tục được con đường kinh doanh nữa, và em nghĩ là em sẽ dừng lại ở đây, em sẽ chọn công việc khác, em sẽ theo đuổi nghề giáo viên, theo nghề mình đã ước mơ và nghề mình đã học. Thì em nói là em không có duyên ở đâu, em không bán mỹ phẩm ở đâu, cha bán hơn nhá, không bán mỹ phẩm, bán buôn bán gì nữa đâu, bởi vì em không có duyên đâu, em sợ tốn hàng lắm. Thế thì một thời gian sau mình lại thấy chị, ôi chị bán mỹ phẩm càng ngày chị càng đi du lịch này, được đi du lịch này, được đi vinh danh sự kiện ở những cái nơi sang trọng này, rồi lộng lẫy này, mặc đồ đẹp suốt ngày la lượt cái kiểu vậy, mặc đi đâu cũng xinh đẹp hết đấy, càng ngày càng tươi trẻ ra nữa chứ. Chị đấy là mẹ bỉm hai con, hồi đấy là chị hai con rồi mà chị lúc nào cũng xinh tươi ấy, thì kiểu vậy. Thì mình nói là ôi bán mỹ phẩm sướng thế, vừa được càng ngày càng đẹp trẻ ra này, càng ngày càng được đi du lịch nhiều hơn, đi đây đi đó này, rồi được đào tạo bài bản như thế này. Hồi trước mình không bán hàng, không được đào tạo thì chắc là không bán được, nhưng đối với bây giờ chắc là các chị được đào tạo bài bản thì chắc là bán được hàng đi ok đấy. Thì mới thích mỹ phẩm, hồi đấy thích mỹ phẩm đó nữa, thì mua mua đủ một bộ mỹ phẩm Linh Hương về xài luôn, về dùng luôn. Đấy là em nói thật nhá, nói xài là mai ra đường xe tông cán chết nhá, nói thật luôn. Tâm sự trước khi bán em không 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 nhập hàng về một lúc để bán luôn, mà em lấy một bộ mỹ phẩm về em dùng đã, xem chất lượng nó như thế nào, xem có mình cảm giác mình cảm nhận được cái sản phẩm có an toàn hay là có chất lượng không trước khi bán, thì em phải thử đã. Thì sau khi thử sổ vừa dùng, hồi đấy em còn bị viêm phụ khoa nữa, thì lấy đầu tiên là việc em là mua cái chai phụ khoa về dùng đấy, chai phụ khoa về dùng. Thì sau một tháng sau tự nhiên em thấy hết viêm, hết khí hư, hết huyết trắng luôn, em rất là thấy ngạc nhiên đấy. Bởi vì hồi giờ mình đi đi uống thuốc tây rồi đi đi khám rất là nhiều rồi, mà tại sao không hết, mà lại rửa chúng cái dung dịch vệ sinh phụ nữ của Linh Hương thì lại hết, rồi dưỡng trắng da body rồi đấy, nên xài rất là ok luôn, kể cả sữa tắm, lò sữa tắm của nó cũng xài rất là mịn, da rất là thơm, và xài xong thì thấy trắng sau lần đầu tiên sử dụng luôn đấy. Son đồ nữa thì rất là lì đấy, nên em rất là thích bộ, thích Linh Hương. Đến từ đó thì em quyết tâm là tích góp được 2 triệu và nhập một số hàng về bán luôn, từ những lúc đầu nhá, về bán đăng bài bán copy. Lúc đầu thì cũng nói là chị ơi em sợ tốn hàng, để em đăng bài lên bán được bao nhiêu thì em lấy bấy nhiêu đấy. Đến lúc mà đăng lên khách hỏi ấy, không có hàng thì khách đi mất, khách nói thôi chưa có sẵn thôi chị không lấy nữa, kiểu vậy. Thế là em tự nhiên em suy nghĩ lại, thôi mình cứ nhập hàng đi, cứ cứ chờ có người hỏi thế mới lấy, thì lấy đâu mà hàng, đâu mà khách hỏi rồi không có hàng sẵn rồi khó bán, kiểu vậy. Thế là em trao hiên khẩn nhá, chị trao hiên khẩn nhá. Thế là nhập, em quyết định nhập hàng. Nhập hàng về thì thời gian đầu chị cũng nói là em chưa biết viết tốt thì có thể copy hình hoặc là copy status hoặc tham khảo status của chị để viết lên tường. Thì lúc nghĩ ban đầu nghĩ là chỉ là bán hàng là chỉ copy tốt và đăng lên thôi. Ok, em chỉ đang chia sẻ nè. Đấy là lúc đầu cũng nản, rất là nản nha, bắt đầu rất là nản luôn, bởi vì em thường có làm việc theo cảm xúc, vui thì em làm mà buồn thì em nghỉ, kiểu vậy đấy. Ví dụ mình đang làm rất là nhiệt tình, rất là khí thế, một tuần liên tiếp nha, rất là rất là năng động luôn, trên Facebook tràn ngập niềm vui luôn. Tự dưng hôm đấy cãi nhau với chồng chẳng hạn, tự dưng tụt cảm xúc, không muốn bán hàng nữa, không muốn làm gì nữa, kiểu vậy. Vui thì làm, buồn thì nghỉ. Đấy là cái làm việc sai sai nhất khi kinh doanh online đấy. Bao nhiêu status thể hiện tâm trạng ở trên Facebook ấy, thì chị Cúc chị đấy rất là chị thực sự là chị theo dõi mình từ từ những bước chân chập chững vào cái kinh doanh online lên Hương luôn đấy. Em chào chị Hương nhá. Từ từng chị theo dõi và dìu mình từ những bước chân bước vào lên Hương luôn. Thế là theo chị một thời gian, chị nói em ơi những lúc mà sao em làm việc sao đang làm việc khi thế, đang làm đang năng động, đang phát triển trang cá nhân lên thì mọi người đang chú ý đến em nhiều hơn, thì tự dưng sao hôm nay em lại không đăng bài nữa, em lại nghỉ, hôm nay lại trầm lại rồi. Nói chị ơi em buồn đấy, lại có chuyện buồn. Thế là
Thế là chị nói đừng có làm việc theo quán tính hoặc là cảm xúc như vậy. Làm việc theo cảm xúc như vậy là khó phát triển lắm. Vui thì làm, buồn như thì nghĩ như vậy. Tự dưng lúc mà mình vui ấy, một tuần đấy mình làm việc đều đặn ấy, lượng khách hàng đang tập trung và chú ý đến mình, tự nhiên một ngày nào đó mình nghỉ, tự nhiên người ta sẽ cảm giác rất là khó chịu. Ở con bé này làm việc chả thường xuyên gì cả, lúc nó ưng thì nó làm, lúc buồn thì nó nghỉ, kiểu vậy. Nó làm người ta sẽ đánh giá và mình sẽ mất cái lượng lượng khách hàng đang chú ý mình bấy lâu nay, đúng không? Đấy là cả là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, một thời gian em đang đầu tiên ấy thì em mời bạn em mua đấy. Đầu tiên lúc mà mới vào chưa quen được lượng khách hàng ở trên Facebook á thì mình mời bạn bè mua này, mời cô dì chú bác mua này, mời anh chị em gần gũi mua này, mời bạn bè thân thiết mua này đấy. Việc lần đầu tiên là em bán cho một cô bạn trong trường cái lọ phân nước đấy, chỉ 395.000 thôi. Thường thường cảm giác mình rất là phấn khích, mình rất là vui, mình rất là ấy, mình làm được rồi, mình đã bán ra được đơn hàng đầu tiên rồi. Đấy, tự dưng có động lực, thế là đăng bài, tiếp tục đăng bài để bán. Đăng bài để bán thì một tuần sau, hồi đấy là đơn hàng đi rất là ít luôn. Một tuần sau không có ai hỏi luôn, cũng ai nhắn tin để đặt hàng luôn. Mình lại buồn, mình lại nản, mình chắc là chị ơi chắc em không bán được đâu, có bao nhiêu con hàng đấy là em để em dùng ấy, em không bán được nữa. Thì kêu là tiếp tục đi. Mới đầu mà, mới đầu ai thì cũng vậy hết, hồi chị cũng vậy. Thì tiếp tục mình lại đăng bài, chị nói là giới thiệu cho bạn mua. Mình giới thiệu cho bạn mua thì trong 30 phút thôi mình đã chốt được 12 cây son. Đấy là kỷ lục ấy, kỷ lục trong 30 phút tư vấn thì mình đã chốt hơn 30 cây son. 30 phút thì mình đã chốt hơn 30 hơn 12 cây son cho bạn. Tôi chung lúc đấy rất là vui luôn, rất là cảm có một nguồn động lực lớn để thôi thúc mình tiếp tục công việc ấy. Thì hồi có bầu thì cũng rất là mệt mỏi, rồi cũng làm việc theo kiểu đấy, copy rồi dán lên tường, copy rồi dán lên tường. Sau một thời gian mình copy cảm thấy mình không thấy ai like, ai cũng không ai thấy ai comment, mình rất là thực sự là rất là nản luôn. Chào em An nhá, thực sự rất là nản luôn. Thì lúc đấy mình lại suy nghĩ tại sao mình đăng bài không có ai like, tại sao đăng bài không có ai comment, chắc người ta không chú ý đến mình. Con chào mờ xa nhá, chắc không ai đến chú ý đến mình. Thì thôi bây giờ bằng cách thay vì hồi trước giờ mình copy bài của người ta, thì bây giờ tại sao mình không thể tự viết tốt được, đúng không? Thế là em tập viết tốt, tập viết tốt, copy tốt của những chị khác giỏi hơn đấy, viết tốt hay hơn. Thì về mình chỉnh sửa thêm một chút, chỉnh sửa thêm một chút đấy, tập tập dần. Sau đó em từ có thể viết tốt, viết ngắn cũng được, dở cũng được, nhưng mà thà là tốt của mình vẫn hơn, thì vẫn thấy lượt tương tác tăng hơn đấy, vẫn có người comment hoặc là có người like. Thì lúc đấy mình đã mình làm được rồi, dần dần mình sẽ làm được như chị thôi. Mới đầu ai cũng khởi đầu ai cũng khó khăn như vậy đấy. Thế sau một thời gian thì thấy mình tự viết tốt và tập viết tốt dần dần thì càng ngày càng hay hơn, người ta càng chú ý hơn. Thì bao mặc dù rất là nhiều biến cố xảy ra với em, nhưng mà em luôn luôn nhờ công việc này có niềm vui mỗi ngày, nên em sẽ cố gắng để vực dậy. Bởi vì không có ai cho, không ai cái gì, và bản thân mình đã đủ tuổi là một công nhân rồi, sẽ không phụ thuộc vào ai được nữa, tự lập cán sinh thôi. Bởi vì mình có chồng rồi mà, chẳng lẽ để chồng nuôi, đúng không? Nhỏ thì để ba mẹ nuôi, lớn lên lấy chồng rồi chẳng lẽ để chồng nuôi, rất là không muốn ngửa tay sinh chồng, hoặc là không phải muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai. Thì phải vực dậy để vượt qua cái những khủng hoảng của cuộc sống, để tiếp tục công việc kinh doanh online. Biết đâu sau này mình cố gắng, trời có mắt mà sẽ không phụ lòng ai, đúng không? Đấy là quyết tâm cố gắng cay cuốc đạt mục tiêu. Lúc đầu đầu tiên 2 tháng sau em đạt được doanh số 40 triệu, 42 triệu đồng, đi dự sự kiện của chị Loan Nguyễn ấy. Rồi tiếp tục 2 tháng sau em lại dự tiếp một cái sự kiện của chị Phạm Thu Hương, là với doanh số là 40 triệu đồng. Ê, dự tiếp 2 sự kiện. Thì sau khi đưa dự sự kiện cho em Thanh Trang nhá, là vì khăn giọng rồi. Sau khi đi dự sự kiện về thì cảm giác nguồn năng lực của mình nó rất là nhiều, và cảm giác mình yêu công việc này hơn. Mình tin sản phẩm mình bán
tin tuyệt đối, đặt lòng tin vào tuyệt đối vào sản phẩm, tin vào năng lực của bản thân. Mình nghĩ là mình làm được, người ta làm được thì mình cũng làm được. Chào em Đặng Thảo nhé, nghĩ mình người ta làm được thì mình cũng làm được. Chào anh Thương nhé. Và không có một cái gì gọi là khó khăn cả, bởi vì Bác Hồ đã nói rồi, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đấy, đào núi và lấp biển quyết chí ác làm nên, đúng không? Thì đối với em không có một việc gì khó cả, chỉ cần mình kiên trì, mình quyết tâm và mình có niềm đam mê, và đặc biệt tin vào bản thân mình đừng có bao giờ tự tin là mình không làm được. Nhưng em hồi trước nha, em là một cô ngại ngại tiếp xúc, ngại livestream này, còn ngại quay video mà nói lắm, bởi vì em đi học ấy hay là đi dạy ấy, ai cũng chọc cái giọng của em. Nhớ khi mình nói thì người ta nhái theo ấy, cảm giác mình rất là tự ti ở giọng mình, hoặc là mình nói xong người ta cứ hỏi lại á, mình cảm giác là người ta không nghe được cái giọng mình cảm giác mình nói ra không ai chú ý, không ai nghe, cảm giác rất là tự ti xấu hổ luôn. Như Nhung máy hết pin thì sao á, Nhung ơi cho chị cái cục sạc với. Mình rất là tự ti luôn. Nhưng mà sau một thời gian nhá, tập livestream, chị nói là chị Cúc bày cho mình là phải từ tập livestream. Tập livestream thì nó mới tăng lượt theo dõi cũng như tăng tương tác được, chứ suốt ngày viết tút như thế không thay đổi được gì đâu. Thì sau khi tập livestream một thời gian thì mình tự tin hơn. Lúc đầu ấy thường livestream là thường không biết nói gì luôn, thường không biết nói gì luôn, chỉ lên nhìn màn hình. Và đặc biệt nhá, khi mà nhìn thấy cái mắt xem này này, mắt xem ở trên livestream trực tiếp này này, mà ít người xem á, đặc biệt mà ít người xem á, là không thể đấy, màng lại yếu rồi ấy, thực sự là rất là chán luôn. Bởi vì livestream mà không có ai xem rất là mình tụt cảm xúc, đúng không ấy, hoặc là không có ai comment trong livestream của mình tụt cảm xúc. Đến một thời gian sau thì mình cứ tập trước gương, hoặc là mình tập live chữ quay video ấy, quay video nói một mình, xong rồi tí nữa nghĩ lát nữa sẽ nghe lại xem mình nói có ok không, mình nói có ổn không, nói nghe có được không, kiểu vậy, có dễ nghe không, hay là có bị nhanh không, đấy, người ta có nghe kịp không, kiểu vậy. Thì một thời gian cứ tập thói quen tập trước gương và tập quay video nói chuyện một mình đấy, một thời gian sau em cảm giác là nó tự tin hơn, và em đã quyết tâm chiến 18 ngày thép cùng với chị, tuyên bố chiến 18 ngày thép cùng với chị Trúc, chị Cúc, một một ngày livestream ít nhất là ba lần trên trang cá nhân, livestream để tặng quà này, livestream để test sản phẩm này, livestream để bán hàng này. Và trong 18 ngày đó livestream lúc nào ít nhất là chốt được một đơn hàng ấy. Thì những ngày đầu livestream thì Dung cũng có khách hàng mua, cho đến 18 ngày 18 đơn hàng, tự dưng cảm giác như em livestream lúc nào cũng có khách đặt tại livestream luôn. Mặc dù nhiều người livestream mãi mà không có khách nói nhiều, nhưng mà khách không đặt hàng ở tại livestream, bán hàng ngoài lúc mà đang tốt đó, bán hàng hoặc là khách ít rất là bán rất là nhiều luôn, nhưng mà tuyệt đối khi lên livestream không chốt được đơn tại livestream đấy. Rất nhiều người tâm sự với em như vậy. Nhưng mà đối với em, thực hiện chiến 18 ngày thép sau khi một quá trình tập luyện, đứng trước gương tập luyện và quay video nói chuyện một mình, thì em tự tin livestream. Mới đầu livestream mình sẽ nói chưa hay hoặc nói nhanh, thì người ta góp ý mình sẽ nói chậm lại, hoặc là cho nhạc sôi động, mình khuấy động phong trào khi livestream, để người nghe nghe nó thú vị, người ta hấp dẫn, người ta lôi cuốn, người ta muốn nghe tiếp. Đừng làm cho người ta buồn ngủ và chán chán đấy. Thì em cũng thay đổi, góp ý nhiều thì mình cũng thay đổi, rất là cảm ơn những cái lời góp ý đấy đấy. Thì một giờ thời gian sau cái những 18 ngày thép đó thì mỗi ngày ít nhất là một đơn hàng đấy. Tổng cộng lại là 18 ngày thép là em được 32 đơn hàng ấy, 32 đơn hàng chưa tính sỉ nhá, đơn lẻ 32 đơn hàng. Thì mới đâu như vậy là rất là ấy luôn, mà cảm nhận nhá, ngày nào mà mình bận mình chưa livestream được á, tôi giống mình giống như mình nghiền livestream á, thèm livestream lắm, không nhớ mọi người, không livestream là nhớ mọi người này.